4 điều tuyệt đối kiêng kỵ khi uống bia. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên uống 330ml bia, một lon hay một chai, không uống quá 2 lít. Uống bia khi nhiệt độ của bia quá thấp. Bia có nhiệt độ quá thấp không những uống không ngon mà còn làm cho protein ở bia bị phân rã, thành phần dinh dưỡng bị phá hỏng. Ở trong nhiệt độ từ 5 đến 10 độ C, các loại thành phần dinh dưỡng và mùi vị ở bia tươi ổn định nhất. Uống khi ăn hải sản. Các loại hải sản đều có hàm lượng đạm cao, trong các chất đạm của hải sản chứa nhiều purin và axit glycosides, rất dễ kết hợp với vitamin B1 có trong bia để tạo thành những hợp chất khó thải loại khỏi cơ thể. Nó còn dễ làm cho bạn mắc bệnh gút. Uống bia cùng thịt hun khói. Thịt hun khói hàm chứa axit amin hữu cơ, quá trình chế biến sẽ sản sinh ra nhiều chất như polysilic hydrocarbon, axit amin và thậm chí là cả benzopyrin. Khi uống quá nhiều bia làm cho hàm lượng cồn trong máu tăng cao, gây ra các bệnh về tiêu hóa, thậm chí u bướu. Người đang trong thời gian uống thuốc. Trong thời gian uống thuốc không được uống bia vì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phân giải và hấp thu thuốc. Bia có thể kết hợp với nhiều loại thuốc gây tác dụng phụ, đặc biệt là với các loại thuốc kháng sinh, an thần, hạ huyết áp, chống tiểu đường và chống đông máu. Người đã uống rượu. Khi đã uống bất kỳ một loại rượu nào thì không nên dùng bia để uống chung. Để tránh phần lớn lượng cồn trong rượu nhanh chóng được hấp thu sẽ rất hại dạ dày và làm bạn dễ bị say, đau đầu. Người mắc bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nếu uống thức uống có cồn rất dễ bị hạ đường huyết, đặc biệt đối với bệnh nhân đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc đang chích insulin nếu dùng bia rất dễ gây phản ứng phụ. Người bị viêm dạ dày mãn tính, sau khi vào cơ thể, bia sẽ gây trướng bụng lên, khiến bệnh nhân có cảm giác chán ăn, hậu quả là bệnh viêm dạ dày càng nặng thêm. Người bị viêm gan, sau khi vào cơ thể, chất cồn trong bia phải trải qua quá trình lọc và chuyển hóa ở gan, các độc tố của bia sẽ tích tụ ở gan và làm cho bệnh ngày càng nặng thêm. Người bị loét dạ dày và tá tràng. Những người này thường có nhiều axit dạ dày, trong bia có nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau bụng do vết loét bị kích phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng. Người bị bệnh rối loạn mỡ máu. Uống bia nhiều làm cho tình trạng nhiễm mỡ máu nhanh chóng tăng lên, sẽ thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành và động mạch não, dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mặt khác, bia cũng gây ra tăng huyết áp ở những người có sẵn bệnh. Người đang bị sỏi tiết niệu. Trong mạch nha để làm bia có chứa một số thành phần như kali và các muối khoáng, có thể làm cho hạt sỏi bị to lên nhanh chóng. Do đó, bệnh nhân bị sỏi trong hệ tiết niệu nên uống ít hoặc không uống bia. Người mắc bệnh gút. Các nhà khoa học thuộc Đại học Sức khỏe Cộng đồng Harvard và Boston, Mỹ đã tìm hiểu mối liên quan giữa việc uống bia, rượu mạnh và rượu vang với nồng độ axit uric trong máu, cho thấy nồng độ axit uric trong máu ở những người thường xuyên uống bia là lớn nhất. Thai phụ nên kiêng bia rượu. Một nghiên cứu của Đại học New Mexico, Mỹ cho thấy việc phụ nữ có thai dùng đồ uống có cồn, dù chỉ một chút thôi, nhất là trong 6 tháng đầu thai kỳ, cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Phụ nữ cho con bú. Bia được tạo ra chủ yếu từ đại mạch. Mạch nha của đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống bia sẽ dễ bị mất sữa.